tục công thức thành công, tôi nghĩ rằng có 5 cái yếu tố thôi. Một là các bạn phải trao cho mình một cái động lực lớn, một cái khát khao lớn. Thứ hai nữa là xác định lại cái năng lực lõi của bản thân mình, tức là sở trường, hồi nãy anh La Phan nói có cái đam mê. Thứ ba đó là phải lập kế hoạch sao cho chi tiết để làm sao có thể thuyết phục được những cái quỹ như chỗ anh La Phan chẳng hạn. Thứ tư là vấn đề kết nối và thuyết phục các nguồn lực. Thứ năm rất quan trọng là cái văn hóa dám thất bại và tái khởi nghiệp, lập nghiệp làm lại. Năm cái yếu tố này có lẽ nói rằng với cái xu hướng trên kia, các bạn có thể khởi nghiệp trong cái lĩnh vực nông nghiệp hoặc là trong bất cứ những lĩnh vực nào mà bắt các bạn cảm thấy mình có cái sở trường. Vậy thì cái yêu cầu của tinh thần doanh nhân, tôi thì tôi chia sẻ như thế này. Tôi nghĩ có 3 phẩm chất. Cái phẩm chất thứ nhất thì tôi đề nghị với một đất nước nông nghiệp thì doanh nhân của Việt Nam phải có cái tinh thần của người nông dân. Nông dân là gì? Chịu thương, chịu khó, cần cù. Chịu thương, chịu khó, rất là coi như là nói, thậm chí là kiên trì, kiên nhẫn nữa. Nhiều khi thất bát đủ thứ nhưng mà nó vẫn có cái tinh thần. Phẩm chất thứ nhất tôi đề nghị là cái phẩm chất này. Cái phẩm chất thứ hai nữa là cái phẩm chất là cái tinh thần chiến binh. Thì các bạn biết là tinh thần chiến binh là gì? Thậm chí mà cái khắc nghiệt của trời đất, khắc nghiệt những cái điều kiện sống xung quanh, khắc chế những cái khó khăn, thì hoàn toàn cái phẩm chất này có thể nói rằng là nếu các bạn trang bị được thì tôi nghĩ không gì là không thể. Cái điều thứ ba là quan trọng là doanh nhân này trong bối cảnh toàn cầu này phải có cái nhìn toàn cầu. Là một cái món hàng dù nhỏ xíu, dù cái tâm xỉa răng, một đôi dép hoặc là một cái bánh, một món hàng nào cũng nghĩ rằng mình sẽ bán được toàn cầu. Làm lớn cái chuyện nhỏ, khởi đầu nhỏ nhưng mà với tư tưởng lớn. Tôi tin rằng nếu giả sử như tất cả chúng ta ngồi đây, các bạn ngồi đây, các bạn khởi nghiệp với cái tinh thần này, với những phẩm chất này, thì tôi tin rằng là không gì có thể cản bước các bạn đến tới thành công được.